không có thời gian để đến các trung tâm chăm sóc xe, hay đơn giản cần một bộ sản phẩm tiện lợi có thể dùng ở đâu cũng được, thì hãy đến với bộ sản phẩm này. Đây là combo 3 sản phẩm chăm sóc nội thất xe mà anh em hỏi tôi rất nhiều. Tất cả đều là hàng Senfenico nhập khẩu Đức. Anh em mình cùng vào trong xe test nhé. Anh em nhìn cái táp ly nó có bẩn kinh khủng không? Đây. Lắc đều lên. Gạc bọt. Chỗ nào bẩn quá thì anh em có thể dùng cái đầu này đánh nhẹ nhàng thôi. Đấy. Không khuyến cáo đánh nhiều vào nhựa nhá. Sau đó thì chúng ta chỉ việc dùng khăn để lau khô lại. Việc còn lại chỉ là lau thôi anh em. Cái này nó có một cái mùi rất là dễ chịu anh em nhé. Nó không giống như các những cái sản phẩm khác giá rẻ trên thị trường đâu. Mùi này cực kỳ dễ chịu và không hại cho da tay cũng như không hại cho các bề mặt. Có thể sử dụng được cả với nhựa này, với da, với nỉ luôn. Như thế này nó đã là tương đối sạch rồi. Bây giờ mình đến bước thứ hai, đấy là dưỡng nhựa và dưỡng da để giúp cho chống lão hóa và lâu xuống cấp nhé. Đây là cái chai dùng để dưỡng nhựa và dưỡng táp lô, táp ly. Anh em xịt trực tiếp vào. Ít thôi, xíu xíu thôi, đều tay. Mình dùng một chiếc khăn khác nhá. Lau nhẹ nhàng. Đấy. Cái mùi này nó cực kỳ dễ chịu luôn anh em ạ. Nó thơm, nó mát. Ok. Tương đối là bóng bẩy rồi, đúng không? Rồi, bây giờ sẽ chăm sóc ghế nhá. Đối với ghế thì cũng thế thôi anh em. Lau đến đâu là sạch đến đấy thôi. Hoàn toàn có thể tự chăm sóc tại nhà được nhé. Nếu mà dưỡng da nhé thì chúng ta dùng chai này. Nó là dạng kem. Dùng một cái khăn khác để anh em lau. Dưỡng này thì chúng ta xịt nhẹ tay thôi. Ít thôi. Không cần quá bóng đâu. Lại sạch sẽ thơm tho. Đấy, anh em nhìn thấy không? Lại bóng bẩy. Cực kỳ sạch luôn nhé. Cái mùi rất dễ chịu. Đây, mời anh em nhìn thành quả này. Ngon chưa? Rất là tiện lợi nhé. Dùng ở đâu cũng được. Bất kỳ lúc nào cũng được luôn. Rất là tiện lợi này. Sản phẩm thì lại cực kỳ uy tín và xuất sắc. Bán trên toàn thế giới luôn. Nhận hàng thì anh em sẽ được tặng theo rất nhiều khăn. Đấy. Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ.